Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Sơn Lâm TV nhá. Thì trong cái video ngày hôm nay thì anh em bọn mình muốn truyền tải cho tất cả quý vị và các bạn một cái hình ảnh, một hình ảnh mà rất là thú vị. Phải gọi nó là cái điều gì đấy nó hơi bị căng thẳng giữa nước Việt Nam chúng ta và đất nước Trung Quốc các bạn ạ. Thì ở phía sau mình đây là tất cả là những cái công trường và cái hàng rào thép gai của bên nước bạn Trung Quốc mà người ta đã ngăn chặn đấy. Bên kia là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, các cái đồi, dãy đồi bên kia, và có nghĩa là ở bên bên kia con sông thì là của Trung Quốc, còn bên này là của Việt Nam. Thì sau cái quá trình một cái thời gian gần đây thì bên Trung Quốc họ đã rào tất cả bằng những hàng rào thép gai có điện, rất là nguy hiểm luôn, sát kề với cả bờ sông Việt Nam chúng ta luôn mọi người ạ. Còn ở phía bên trên kia nữa nó còn rất là nhiều những cái mà nó kiểu gì đó ấy. Tại vì hôm vừa rồi ở bên mình xem ở trên TikTok thì cũng có một số người đăng lên những cái thông tin là những cái người lính biên phòng của Trung Quốc họ còn ném đá sang người dân Việt Nam khi mà Việt Nam chúng ta đang kè sông với cả làm việc các thứ ấy. Thì hôm nay mình sẽ truyền tải cho tất cả quý vị và các bạn một cái hình ảnh về người dân của Trung Quốc, người ta đang làm về những cái bờ rào thép trông rất là kinh khủng luôn mọi người nhá. Đây thưa các bạn, dòng sông này thì là chính là dòng sông nó đang chảy ở bên đất nước Việt Nam chúng ta đấy. Còn phía ở bên kia thì bên bờ sông bên kia ấy, như các bạn thấy đó là một hàng rào thép được trang bị rất là kiên cố mọi người ạ. Còn bên kia mình cũng có thấy một số người dân, không nhầm thì là người dân Việt Nam, bởi vì là nó ở bên ngoài hàng rào thì là người dân Việt Nam mình, nó họ đang bên kia sông là thuộc của Trung Quốc rồi. Đây mình sẽ zoom lên cho mọi người xem nhé, gần cho mọi người xem là nó là người Việt hay là người Trung nhé. Đấy, thực ra thì nó cũng ở khoảng cách khá xa cho nên là mình cũng không thể nhìn rõ được họ là người Việt hay người Trung nữa. Nhưng các bạn nhìn được tất cả những cái cột trên kia đấy, đây mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem một xíu, là đều có camera hết nhá. Đây những cái cột các bạn xem này, những cái cột này đều có camera nhá. Bên hội Trung Quốc họ làm rất là ghê luôn ấy. Cái này vì là mình đang quay từ ở một khoảng cách rất là xa cho nên là hình ảnh nó sẽ không được chuẩn lắm, mọi người xem thì thông cảm nhé. Đấy, đây mọi người nhìn đâu, cái khoảng cách nó rất là xa. Đây các bạn ơi, ở khu vực đoạn này thì mình lại có ghi được thấy cái bờ kè cũng giáp sông luôn. Tất cả những cái bờ kè giáp sông này thì Trung Quốc họ kè rất là kiên cố, và hàng thép gai có trang điện rất là sợ luôn mọi người nhá. Đấy, như chỗ này thì họ chắc đang làm dở, nhưng mà mình theo như mình quan sát thấy thì chỗ này công nhân đang không làm việc ở đoạn này, còn bên kia thì là một cái nhà gì đó, nhà của bên Trung Quốc ấy mọi người. Và cái đường điện của họ chạy riêng nhé, đường điện họ là một đường điện cao thế kìa. Đấy, ai biết tiếng Trung Quốc thì thử dịch hộ cho mình xem đây là cái nhà gì, mình lại không biết tiếng Trung Quốc mọi người ạ. Còn ở phía trên kia, xa xa đằng trên kia thì cũng còn khá nhiều những cái đoạn mà trông nó rất là khủng khiếp luôn. Đây là mình chỉ đứng ở bên đất nước của Việt Nam chúng ta và ghi hình để cho các bạn xem thôi. Ở đằng kia mình thấy có một cái cột camera. Camera có vẻ là rất là to mọi người ạ. Cái này mình nghĩ là họ lắp đặt camera này để quan sát tất cả mọi những cái kiểu như là đi lại các thứ, rồi tránh những trường hợp là hàng lậu vượt biên các thứ các kiểu ấy mọi người. Rồi cấm xâm phạm vào đất nước của họ.
Trung Quốc bây giờ họ ghê lắm mọi người ạ. Đấy, rồi tất cả những cái khu vực mà giáp với đất nước Việt Nam chúng ta thì họ làm khủng khiếp lắm. Ngăn chặn tất cả các con đường mà Việt Nam mình có thể là lấn chiếm sang. Mà thực ra thì trước giờ thì toàn họ lấn chiếm mình chứ, mình đâu có lấn chiếm gì họ đâu mọi người nhỉ. Video ngày hôm nay á, mình muốn truyền tải lên để cho các bạn biết là đây mình cũng đang có mặt tại khu giáp biên giới với cả Trung Quốc mọi người ạ. Cái khu này thì cũng qua quen biết một người anh em thì mình cũng đã đến đây và muốn ghi hình truyền tải lên cho tất cả các bạn xem. Và đây, giới thiệu luôn cho các bạn biết này, đây là người anh em này. Bạn này là người dân tộc Mông mà trước kia bạn ý cũng đã từng đi qua những cái khu biên giới giáp với cả bên Trung Quốc này để kiểu như là vượt biên sang bên Trung Quốc để làm ăn đấy mọi người. Thì đây là chính là cái khu vực mà ngày trước bạn cũng hay đi, nhưng mà cho đến cái thời điểm này thì bên Trung Quốc họ đã rất là gọi nó là kinh khủng. Có những cái hàng rào thép gai làm rất là kiên cố và chắc, mà trong đó lại còn có cả điện luôn nhé, có cả camera quay các thứ ghê lắm. Thì lát nữa thì mình sẽ quay cận cho mọi người xem luôn. Còn đây mình sẽ nói chuyện với bạn này một tí nhé. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Thắng. Em Thắng à? Thắng là trước là em cũng sang bên, như anh nghe lúc em nói thì là em trước là em sang bên Trung Quốc làm là cũng hay đi về những cái đường biên như này đúng không? Trước là bọn em toàn đi chui vào những cái đường biên này. Ở hồi bọn em đi đấy là bọn nó vẫn chưa rào cái đường thép này, chứ còn bây giờ là rào cái đường thép này là bây giờ là nó vẫn không đi được. Bây giờ thì chịu cứng rồi, không đi được, đi bên kia đến hàng thép nó điện nó giật chết. Thế là ngày xưa đi nó vẫn dễ đi đúng không? Ngày xưa đi là nó không rào cái rào thép này, là nó đi là nó vẫn dễ đi bình thường, đi lại được. Thế đây cái khu này nó là khu địa chỉ đây là gì nhỉ? Cái khu vực này? Thôn La Lốc anh. Thôn La Lốc của huyện Mường Khương, Lào Cai đúng không? Xã Bản Lầu. Bên kia hàng rào thép là nó của bên Trung Quốc ở đây đúng không? Còn bên này, bên này là của Việt Nam. Ngày xưa đi là có biên phòng mình biết gì không? Ở đây. Ngày xưa đi là bên Trung thì nó cũng có, nhưng mà bên Việt này thì nó cũng có. Có đúng không? Mình đi xa đằng này, sát bên này một tí đây. Xem, để quay cho mọi người xem thôi. Những cái nhà kia là những cái nhà gì của người Trung em biết không? Cái nhà đây á, phía trước mặt mình đây á. Đấy, đúng góc cái trên này là ngày xưa là nó có hai cái nhà quán phở. Bây giờ là dỡ hết rồi. Thế là nó rào như này nó dỡ hết hai cái quán phở. Thế ngày chắc là ngày xưa là cũng ăn phở ở đây rồi. Ngày xưa là cũng toàn đi qua đây ăn phở đấy mà anh. Nhưng mà phở đấy do người Việt Nam mình bán hay là người Trung họ bán luôn á? Ngày xưa họ cũng rào cái này là người Trung nó còn dầu sang bên này để đón khách mà. Ở đây có bậc đi nối lại đây nhỉ? Có bậc đi nó chỉ ngày cách xưa là nó còn nối cầu để ra sang kia cơ. Có cầu luôn á? Có cầu luôn, nhưng mà cầu bây giờ họ dỡ hết rồi. Ngày xưa ở đây này còn có cả cầu đi luôn á? Ngày xưa là nó nối cái cầu gỗ, nhưng bây giờ cầu họ dỡ hết. Nó chỉ qua mỗi con suối này thôi đúng không? Nối cái cầu qua mỗi con suối này, nhưng bây giờ họ dỡ hết. Bây giờ bên Trung họ rào cẩn thận như thế này cơ mà. Ở kia họ còn lắp camera các thứ kiểu kìa. Đúng không? Camera này. Hình như là hai hàng rào sao, một hàng trong hàng ngoài sao đúng không? Camera này là họ cũng kiểu như là họ để đây để họ giám sát xem là bên mình có vượt biên hay không ấy nhỉ. Hai hàng rào, một hàng trong hàng ngoài sao? Thế là như ở trên này là người dân họ có ở đây không? Người dân Trung Quốc nó ở gần đây không? Ngay ngoài kia là toàn người dân Trung Quốc rồi. Ngày xưa thì họ chưa rào thì người dân Trung Quốc nó cũng toàn sang bên này ở nhiều. Khi mà xưa là họ dựng một cái lều bên mình, nó dựng một cái lều quán nước ở đây.
là người dân Trung Quốc cần sang bên nước để đón khách ấy mà. Đón khách là đón người Việt mình nhá. Đón người Việt mình sang bên làm. À, đón kiểu sang bên đấy làm gì? Nhưng mà bây giờ nhìn ở đây khu vực này nhìn chẳng thấy có người chung nữa nhỉ? Họ ra đấy thì bây giờ chắc cấm hết rồi. Cấm toàn bộ rồi, bởi vì là bên Trung Quốc thì bây giờ là họ kiểu như là một mình một lãnh thổ, không muốn động chạm đến đất nước nào trên thế giới nữa. Trung Quốc này thì họ ghê rồi. Đấy, nhưng cái hàng rào này thì chắc là cũng mới thôi nhỉ? Hàng rào này chắc cũng mới rào. Ừ, mới mà toàn bộ dãy hàng rào này nó đều có camera hết kìa. Nhưng mà những cái đường đi ở đây thì nó cũng kiểu như là đường bên Việt Nam mình thôi đúng không? Được. Nhưng mà đường của nó thì đẹp hơn đường Việt Nam mình rồi. Đường nó là đường bê tông hết. Đường nó là đường nhẵn đẹp rồi đúng không? Mình đi sát lên bên trên này một tí nữa đây em. Sẽ là bên trên kia thì nó có cái gì nữa không? Sát bên trên này này. Được không? Cái nhà to to kia của họ kia là cái nhà đấy là nhà kiểu như là nhà điều hành hay là cái nhà gì nhỉ? Trước là cái nhà đấy nó toàn bán quán nước với anh. À, tóm lại là nó cũng chỉ là nhà để nó bán đấy thôi đúng không? Bán hàng nước thứ. Thế là ngày xưa như lúc bọn em đi là đi qua cái khu chỗ này xong rồi là đi vào trong kia thì mình toàn đi bộ hay là có đi xe đó? Vâng, ngay chỗ bờ rào này sang kia là nó có xe đón của anh ngày xưa. Có xe của bọn bên Trung nó đón luôn à? Xe của bên Trung nó đón luôn. Thế ngày trước đấy là em sang đấy là em sang làm cái gì bên này? Em ngày xưa đấy là toàn đi trồng rau với là đi trồng chuối. Kiểu như là làm trang trại á? Làm trang trại chuối. Thế là mình sang đấy là mình làm cho người Trung hay là mình cho người Việt của mình? Làm cho người Trung đó. Trung á? Sang đấy nó họ có trả tiền đầy đủ cho mình không? Có, bên đấy họ vẫn trả đầy đủ. Thế ngày hồi đấy về làm bên ấy thì về có được nhiều tiền không? Đúng, bình thường một năm thì cũng được tầm hơn bên mình 40-50 triệu. Thế á? Thế như em làm thời gian bên đấy em làm mấy năm? Em làm được 2 năm bên đấy anh. 2 năm bên Trung? Vâng. 2 năm bên Trung thì về đem được nhiều tiền về không? Em được có 80 mấy triệu. Ôi, 2 năm mà được 80 mấy triệu thôi à? Thế tính ra lương Trung Quốc thì nó được tầm bao tiền tháng? Lương Trung Quốc thì so tiền Việt đấy. So với tiền Việt thì bên này thì nó tầm 8-9 triệu một tháng. Ủa, thế chẳng thua nhỉ? Thế thì thả làm ngay Việt mình còn hơn. Cái khu nhà trên kia là khu của Việt Nam mình chắc là trước cũng làm kiểu làm quán để ấy đúng không? Trước ở đấy là một cái quán phở ấy. Đây là kiểu quán. Quán trong xe bên mình. Thế là người dân ở mình đây thì cứ đi lại đây là bình thường chứ? Người dân mình đi lại bên này bình thường á. Mới gần đây thì Trung Quốc nó mới bắt đầu nó mới nghiêm khắc lại, nó mới rào toàn bộ hàng thép gai này đúng không? Yeah. Anh còn nghe nói bảo thép gai, hàng thép gai này là nó họ căng điện hết sao này? Nghe đồn là họ căng điện, mà không biết bây giờ họ căng chưa? Đấy, với cả hôm vừa rồi thì cũng có một số bạn ở khu vực bên Việt Nam mình còn quay được những cái đoạn TikTok lính biên phòng của bên Trung này họ còn lém đá sang người dân Việt Nam mình khi người dân Việt Nam mình đang làm việc ở bên kiểu như là cái sông, cái suối bên mình ấy. Em còn xem được cái đoạn video là họ đi quay, đi gần cái camera của họ còn bật chế độ biết nói mà. Camera của họ á? Ừ. Cái camera của họ này thì cam này thì chế độ biết nói là bình thường rồi, vì bên Trung Quốc thì họ về công nghệ thì họ kinh khủng lắm. Nhưng mà họ cái cam này là họ cũng chỉ để là soi mấy cả kiểu như là giám sát để cho người dân không vượt biên sang thôi. Ở trong kia anh thấy có cái nhà xanh xanh này, hình như vẫn là nhà của họ đúng không? Bên Trung Quốc đấy. À đây thấy kia, bây giờ nhìn lại bên kia thì đây, có xe ô tô của họ đi kìa. Ở bên kia là khu bên kia chắc là kiểu khu quán khu ấy nhiều ấy. Bên đấy là ngày xưa nó có một cái quán bàn bia. À. Những người Giáp đây chắc là họ cũng thông thạo hết tiếng Việt nhỉ. Đây là bên này là nó thuộc tỉnh gì của Trung Quốc em? Em cũng chả biết khu này nữa. Không lắm được nó là thuộc tỉnh nào của Trung Quốc à?
về tiếng Trung thì em biết từng của nó, nhưng mà nói về tiếng Việt mình thì em lại chả biết là gọi như nào. Phiên dịch sang tiếng Việt mình lại không biết á. Ôi nhìn cái đoạn này nhìn nó rào, nhìn khiếp nhỉ. Nhìn kia xe máy của họ đi đấy, bên đấy bên người Trung ấy chứ đúng không? Đấy, người Trung họ đang đi lại bên đấy. Xe máy cũng có Future Việt Nam kìa mọi người kìa. À Future này kiểu như Future Trung Quốc thôi, Future Trung Quốc cái mấy xe Lipan cũng cái thứ đây. Camera là cứ cách một đoạn lại có một mắt cam. Mắt cam rất là to luôn mọi người ạ. Đây mình zoom gần để mọi người xem nhá. Cái mắt cam khá là to này. Đấy. Cam to hiện đại luôn đấy. Bên Trung này thì nói về công nghệ thì họ khủng khiếp rồi. Toàn bộ là khu vực giáp biên giới Việt Nam mình thì họ rào bằng những cái đường thép gai như này hết rồi mọi người này. Đấy. Bên kia thép gai là của Trung, còn bên này là của Việt mình. Bên mình thì chưa rào rộng gì cả. Bên dưới này thì suối này là vẫn là suối của bên Việt mình thôi. Bên kia họ cũng đồi núi các thứ. Đây thì nó thuộc khu vực của Lào Cai, bên Mường Khương Lào Cai mọi người ạ. Còn cái đoạn ở bên trên giáp với cả khu gần thành phố Lào Cai ấy, thì cái khu đấy thì mình cái hôm vừa rồi mình đi là mình cũng thấy có những cái đoạn người ta làm trông cũng kinh khủng khiếp lắm. Nhưng mà thôi, chắc là cái video này thì mình cũng chỉ truyền tải đến cho tất cả các bạn là biết về cái tình hình đường biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và cái cốt lõi trong cái video này là mình muốn giới thiệu đến cho mọi người biết là mình đã có quen được một người em, và em ấy trước thì đã thường xuyên đi lại sang bên Trung để làm việc. Đấy, người em đây. Và lại em mình cũng nói chuyện với bạn ấy rồi đấy. Thì cái đường bên Trung này thì ngày xưa các bạn ấy đi làm ấy, đi lại kiểu nó rất là dễ đi thôi. Nó chỉ đi qua con suối này, cái là sang bên kia, cái là đất Trung rồi. Thì sang bên đó là các bạn đi làm thuê bên đấy. Đấy, và cách đây khoảng 2 năm trở lại đây thì toàn bộ những tuyến đường mà các bạn ấy đi kiểu như là vượt biên sang ấy thì không còn đi nữa rồi. Vì là bên người Trung họ rào hết rồi, rào bằng những cái đường thép gai căng điện rất là chắc chắn luôn. Bây giờ cứ anh Trung nào muốn sang Việt Nam là cũng không sang được, anh Việt nào muốn sang Trung là cũng chịu cứng đấy. Đấy, tất cả cái khu đồi ở phía trước mặt là các bạn, đây là nó thuộc của đất nước Trung Quốc nhá. Còn trước kia thì chẳng biết là đâu, nhưng mà Trung Quốc thì nó là một cái đất nước phải gọi là gì đó mà mình cũng không biết phải nói như nào cả. Chắc là các bạn cũng biết rồi đúng không? Hình như ở bên kia nhà bọn nó có cả cái bến xe buýt hay gì phải không? Đấy là chắc là cái chốt chặn đường của họ. Thế là cái bãi này thì cái bãi rộng này là trước nó kiểu như là gần như là cái khu giao dịch đúng không? Khu giao dịch giữa người Việt Nam với người Trung Quốc ấy nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì cách 2 năm trở lại đây thì nó thành bãi hoang. Từ khi Trung Quốc họ rào cái đường rào thép gai này là bãi hoang. Bên kia là họ trồng cam hay gì đấy, những cái đồi à? Cam hay bưởi gì đấy? Để mình thử quay gần lại xem nó là loại cây gì. Chắc là bưởi hay cam gì đấy. Các bạn ơi, thì như là những cái hình ảnh mà mình vừa truyền tải lên cho các bạn ấy, thì đó là những cái tuyến đường rào, gọi là tuyến tường rào thép gai của bên Trung Quốc ấy. Bên Trung Quốc ấy họ làm kiên cố và tỏ vẻ rất nguy hiểm mọi người ạ. Thì trong cái video này thì mình cũng chỉ truyền tải đến cho tất cả các bạn được biết như vậy thôi. Còn hôm sau mình lại có thời gian rảnh hơn thì mình sẽ ghi lại nhiều những cái hình ảnh mà khi mà người Trung Quốc họ đang làm việc với những cái bờ rào thép gai khi mà ở giáp với Việt Nam mình nhá, xem là người Trung Quốc họ lao động như nào với mọi thứ nhá. Còn trong cái video ngày hôm nay thì chắc mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Bye bye.